bốn thời rồi, mình bắt đầu qua cái bài tiếp kế tiếp, đó là quán tưởng định hướng mà buông bỏ. Các anh chị hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng ra mình đang đi ở trên một cái từ đi từ cánh rừng ra bãi biển. Mấy anh chị hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng ra một khung cảnh mình đi vào trong cái từ cái cánh rừng, có cái ánh sáng chiếu qua cây cỏ lá, ánh sáng nó xuyên qua những cái kẽ lá chiếu lên người mình, rồi từ từ mình đi chân trần, mình bước xuống biển, một cái bãi biển cát trắng tinh và nước biển thì xanh, rất là trong xanh, trời thì xanh cao rất là đẹp. Mình nhẹ nhàng mình bước chân từ từ đi một bãi cát từ trong cái cánh rừng ra biển, nó cũng hơi xa. Các anh chị hãy lắng nghe chính bản thân mình bước nhẹ nhẹ xuống bãi cát, đi từ từ đi từng bước và hít thở đều theo bốn thời. Mình đi ra bãi biển, bước từng bước buông bỏ hết mọi thứ trên thế gian này. Nếu còn dính mắc thì hãy nghĩ về ba quy luật lớn: từ từ từng bước chậm rãi, từng bước đều, từng bước. Chân thì chạm trên mặt cát, cát thì nó đang hơi lạnh một tí, thì sau đó mình đi từ từ thì lại ấm lại, cơ thể mình quân bình ấm lại, rồi từ từ tiến về mép nước biển, tiến về từng bước. Rồi mình đã đến được cái mép biển, sóng biển đánh vào chân của mình, rồi bắt đầu mình đi dọc theo bờ biển. Bờ biển này dài 1 cây số, mấy anh chị cùng đi theo mình nha. Từng bước. Các anh chị hãy thả cái tâm hồn của mình bay vào không gian. Hãy tưởng tượng rằng bãi biển này, mình đang đi trên bãi biển này có một mình. Nắng rất là nắng lên rồi, và không khí thật là thoáng đãng, làm cho tâm hồn mình rất là thoải mái. Mình cứ đi nhẹ nhàng, hít thở đều, đi từ đầu này tới đầu kia. Không có ai trên bãi biển này cả, chỉ có mỗi một mình. Đi từ chậm rãi, để cho sóng vỗ vào cái đôi bàn chân của mình. Đó, lúc này cân bằng âm dương, trời thì nắng ấm, gió thì hiu hiu, sóng biển thì vỗ về rì rào. Trên mặt biển, trên mặt cát thì có những cái con còng, nó đang đào hố, nó đang đào một cái hố nhỏ. Có những cái con sao biển, nó đang bò trên mặt cát. Và hãy dừng lại, rồi để cho nước nó rút đi, thì dưới chân mình nó có một cái hõm. Mình đứng lại, giữ lưu yên đó. Các anh chị cảm thấy thế nào? Dưới chân mình cát nó rút ra, cho nên là mình cảm thấy cái chân nó hỏng lên. Rồi tiếp tục mình đi tiếp. Mình lại thấy những cái rong biển đánh vào bờ, có vài cái vỏ sò, vỏ ốc. Ở đây có một cái vỏ ốc hương, hay quá. Mình ngắm nghía một tí rồi mình đi tiếp. Hôm nay ở đây lại có cái sự biến đổi. Cát tại sao nó lại lõm xuống mà nó không có bằng giống như những cái chỗ mình mới vừa đi qua? Thì ra ở đây là lại
lại có một cái hòn đá nho nhỏ ở bên cạnh. Nó làm cho sóng đánh ra đánh vào nó lại lõm xuống. Mình lại đi tiếp. Mình đi tiếp. Rồi mấy anh chị hãy dừng lại. Dừng lại đứng đó. Làm một cái động tác hít vào tối đa. Giữ hơi hít thêm. Thở không kềm thúc. Nghỉ nặng ấm thân. Rồi lại đi tiếp. Đi tiếp. Sóng biển vẫn đánh vào chân mình. Cảm thấy đời rất là hân hoan. Cuộc đời này mình thấy thiên nhiên nó đẹp làm sao. Có những cái con sao biển bơi bơi ở dưới cái dòng nước xanh. Rồi có những cái chú cá đang bơi lội vô bờ đi tìm kiếm thức ăn. Rồi có những cái tảng đá mà mọc rêu xanh. Ngoài xa xa có những ngư phủ họ đi đánh bắt cá. Cuộc sống của họ rất là thanh bình. Họ ngồi trên những chiếc thuyền thúng. Và mình từ từ mình đi tiến về phía trước. Mình lại gặp một cái trái dừa ở đâu nó rơi xuống đây. Mình lại bỏ qua. Mình đi tiếp. Mình đi chậm rãi, đi tiếp tục. Đi tiếp, đi tiếp. Chân mình vẫn đi sát mép nước. Sóng biển vẫn đánh vào chân của mình. Cảm giác rất là khoan khoái, rất là dễ chịu. Hơi thở của mình càng ngày càng nhẹ. Bởi vì mình được trao đổi với lại không khí biển. Mình cảm thấy các tế bào của mình khỏe ra. Ôi, mình thấy cuộc đời này đáng yêu làm sao. Các anh chị cứ đi tiếp. Rồi mình tới bờ bên, mình tới cái đích rồi. Bắt đầu mình quay lại. Được, mới được có một vòng thôi nha. Mình quay lại. Tiếp tục bước đi. Tiếp tục đi nha các anh chị. Rồi mình đứng lại. Vẫn là tập luyện theo cái đứng đó để cho nước biển rút xuống và cát nó rút ở dưới chân của anh chị. Các anh chị cảm giác thế nào ạ? Cảm giác là nó hơi nhột nhột. Rồi mình lại đi tiếp. Đứng lại. Mấy anh chị đứng lại và bắt đầu mình thở bốn thời nha. Hít vào tối đa. Giữ hơi hít thêm. Thở không kềm thúc. Nghỉ nặng ấm thân. Mình suy nghĩ rồi tiếp tục. Mình miên man, mình suy nghĩ về công việc, về gia đình. Nghĩ về gia đình có vướng bận gì không? Nếu như mình có những cái vướng bận khúc mắc gì đó, mình hãy nhặt một con đá lên, một con sỏi lên, ném nó xuống biển. Các anh chị thử làm đi. Mọi cái muộn phiền nó đi theo hòn đá đó rơi xuống biển và mất hết. Các anh chị thấy đúng không ạ? Rồi mình lại đi tiếp. Mình nghĩ về công việc. Mình thấy tại sao mình đang bế tắc. Tại sao cái dự án này mình đang bị delay. Các anh chị hãy suy nghĩ rằng có những cái vướng bận, có những cái mắc mình chưa được giải tỏa được.
hãy suy nghĩ một cái hướng tích cực và bàn một cái kế hoạch với đồng đội anh em để mà tìm ra cái hướng khắc phục. Ở đâu đó các anh chị sẽ lên một cái kế hoạch mới và cho cái dự án của mình, chắc chắn mấy anh chị sẽ tìm ra được cái hướng giải quyết. Các anh chị hãy nghĩ rất là dễ dàng, mình khoan thai, mình lại bước đi tiếp. Rồi xin hãy dừng lại một chút, mình hít vào tối đa, giữ hơi hít thêm, thở không kềm thúc, nghỉ nặng ấm thân. Mình còn khoảng 100 bước nữa là mình tới cái nơi bắt đầu. Mình tiếp tục đi nha. Hãy nghĩ về tại sao lại có biển, tại sao trời lại đẹp, hôm nay đẹp quá. Tại sao có những cây dừa nó mọc lên để nó hướng ra biển, nó có một cái ngã về biển rất là đẹp mà nó vẫn giữ như vậy, rất là đẹp. Mấy anh chị cứ để ý. Mà tại sao con còng nó lại đào hố, đào một cái lỗ, rồi lại biển sóng biển đánh vào nhẹ nhàng, lại còng lại phải đào lại nữa. Quy luật của tự nhiên các anh chị ạ, quy luật tự nhiên. Thế gian này nếu như mà mình giác ngộ ra những cái điều vô thường như thế này, trường gian sống sau dồn sống trước, nếu như mà mình hiểu được những quy luật này thì cuộc đời mình nó nhẹ nhàng biết bao. Còn 50 bước nữa là tới điểm bắt đầu nha các anh chị. Mình bước tiếp, bước tiếp. Mấy anh chị hãy đứng lại. Rồi mình tập hít thở 4 thời. Hít vào tối đa, giữ hơi hít thêm, thở không kềm thúc, nghỉ nặng ấm thân. Mình còn 20 bước nữa là mình tới cái điểm bắt đầu à. Mình nghĩ mình sẽ trở về cát bụi, cho nên hãy yêu thương, bỏ qua mọi cái lỗi lầm,